Khánh Đăng cũng là một cậu mới vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh và có rất là nhiều vai diễn ở trên phim truyền hình cũng như là những sitcom hay là những thể loại kịch ngắn, nhưng mà sân khấu dài hơi thì chưa có nhiều vai, nhưng mà đây là cũng là một cái vai rất là nặng ký, một cái vai rất là hay đối với Khánh Đăng. Thì bản thân cá nhân Mỹ Uyên là về một góc độ nào đó là người quản lý thì Uyên rất muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ về tham gia sân khấu nhỏ 5B. Thứ nhất là ở đây các bạn sẽ có một cái cơ hội là được rèn giũa giọng nói của mình, cũng giống như là sân khấu nhỏ quá thì các bạn sẽ tự tin trước khán giả hơn, gần gũi tiếp xúc, giống như tương tác nhiều hơn. Thật sự là em cũng rất là rung mà khi mà chị Mỹ Uyên có một lời mời và anh Hữu Quốc có lời mời là sẽ mời em một vai trong Tía ơi con lấy chồng, một vở cũng rất là vui. Nhưng mà khi mà cảm giác mà lần đầu tiên mà lên, thứ nhất là tập kịch chung với lại các anh chị em nghệ sĩ mà hàng cô hàng chú mình, mà hàng gạo cội hơn mình rất là nhiều rồi. Cô chú không? Hàng chị hai chú em không có chị, một chị đóng vai là bà Sáu, là chị nghệ sĩ Tô Thiên Kiều cũng lần đầu tiên xuất hiện ở đây, thì cho nên Khánh Đăng kêu là bằng cô, tại vì kêu ngoài kêu bằng mẹ mà. Nhưng mà đây là chị gái lớn nha. Thì cái cảm giác của anh nó nói chung là lúc đầu thì rất là run, nhưng mà khi mà trải qua nhiều ngày tập dượt với nhau và hôm nay là ngày diễn thì em cảm thấy là mọi người cho em được một cảm giác là nó như là một cái ngôi nhà thật sự vậy đó. Mọi người chia sẻ với nhau, dạy dỗ nhau, và nhất là chị Mỹ Uyên và anh Hữu Quốc chỉ dạy cho em rất là nhiều, trong từ cách diễn xuất, cách đi đứng và cách ăn nói trước đám đông hay là từng vai thoại, cho nên em cảm thấy là rất là vui khi được về sân khấu kịch B. Nhân dịp Tết Nguyên Đán lần này thì Lâm Nguyễn xin được phép đại diện cho tất cả các anh chị em của sân khấu kịch nhỏ 5B gửi đến tất cả quý vị một năm mới 2020 thật là an khang thịnh vượng, may mắn và phát tài. Đặc biệt là hãy cùng đến với sân khấu kịch nhỏ 5B để ủng hộ cho tất cả những vở kịch của 5B, đặc biệt là vở Tía ơi con lấy chồng sẽ được diễn vào mùng 3 và mùng 6 Tết. Đây là một cái vai diễn mà Tân nghĩ là hơi bất ngờ đối với bản thân Tân. Từ trước đến giờ thì khán giả biết Tân là một diễn viên hề hước, vui nhộn nhịp. Thì hề tới đâu thì không biết nữa, nhưng mà lần này là lần đầu tiên Tân đóng ra một kép đẹp. Tin là mình đẹp và cũng được anh chị và các bạn bè họ cũng góp ý vai diễn cho mình lần này. Thì đấy là mặc dù một cái tiếng phụ nhưng mà Tân thấy cái vai cũng rất là đặc biệt đối với bản thân Tân. Nó là một điều mới mẻ trong cái vai diễn, cũng giống như là trong tuồng nó sẽ có một cái những bất ngờ xảy ra trong nhân vật của Tân. Thì qua cái vai diễn này thì bản thân Tân thấy là những điều mà bản thân mình muốn, những cái ước mơ, những cái mong muốn của mình thì mình phải giành lấy, giật lấy cho bằng được, để đó là cái cơ hội của mình. Thì hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ đón xem vợ Tía ơi lấy chồng, Tía ơi còn lấy chồng, cũng như là tất cả các vợ diễn của sân khấu 5B đều ủng hộ tinh thần cho tất cả các chị em nghệ sĩ ở đây.